Dung Nhi, Tỉnh ca ca, chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Tại sao? Quách Tĩnh, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Tên anh hùng xạ điêu, 18 giờ thứ hai đến chủ nhật trên Vi Giải Trí. Con nghe cho kỹ lời mẹ, hãy đường đường chính chính làm người Tống. Mẹ, tại sao? Ta phải báo thù. Như sư phụ, chắc chắn là cha muội giết các sư phụ của ta trước. Tôi nhất định sẽ giết ông. Tên anh hùng xạ điêu, 18 giờ tối nay trên Vi Giải Trí.